Hi, chào người anh em của tôi, và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách đăng ký trước sự kiện 2024 EconMart này để anh em có thể nhận về quà mỗi tuần với giá trị lên đến 50 tỷ. Anh em nào mà nhân phẩm kém như mình thì ít nhất cũng nhận được 5 tỷ và rất nhiều các nguyên liệu nâng cấp khác như là thẻ kinh nghiệm và thẻ đáy. Sự kiện EconMart năm 2024 này thì mới ra mắt vào ngày hôm nay thôi, và anh em vào ngay mục đầu tiên của sự kiện anh em sẽ thấy. Trước khi đi vào một cái sự kiện ngon như thế này, chúng ta sẽ đến với rất rất nhiều các mối quan tâm khác của ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là sự kiện Copa America. Ngày hôm nay thì anh em sẽ nhận về cho mình hai con hàng miễn phí, đó là Lionel Messi và Lautaro Martinez, hai con hàng gần như là ngon nhất của sự kiện Copa America rồi. Và chúng ta có thể thấy rằng là Lionel Messi sẽ được free ở mức thẻ cộng 4, Lautaro Martinez thì cũng như vậy. Chỉ có điều hai con hàng này dừng ở mức OVR 124 và sẽ không bán được nha anh em. Chúng ta sẽ điểm qua bộ chỉ số của Lionel Messi. Ở mức thẻ cộng 4, Lionel Messi có tốc chạy là 224. Thể lực như thế kia thì mình thấy cũng giống các cái phiên bản của Lionel Messi khác, có 4 chỉ số ẩn kèm theo. Kỹ thuật Lionel Messi của mùa free này là 4 sao, sở hữu 2 chân 54, thuận chân trái, cao 1m69, nặng 67kg. Đó là toàn bộ những thông số của Lionel Messi. Các chỉ số thì mình thấy rằng khá đồng đều, 224, 228, 230, 231. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với con hàng Lautaro Martinez. Một thời con hàng này của một bên World Cup, cái mùa cầm chiếc găng tay vàng của kỳ World Cup cực kỳ nổi trong game, là một cả quốc dân của trong game. Mình thì mình chưa test qua cái con hàng Lautaro Martinez một Copa America 2024 được free này như nào, nhưng mà mình hình dung ra rằng là nó sẽ là một con hàng vẫn rất chất lượng dành cho anh em nào cày chay, anh em nào có cái giá trị đội hình không phải là quá cao, và anh em cũng chỉ cần 200 huy hiệu để anh em đổi Lionel Messi, cùng với đó là 200 huy hiệu anh em đổi Lautaro Martinez. Không biết rằng là anh em đã hoàn thành tất cả những cái nhiệm vụ tuần này để lấy về huy hiệu hay chưa. Mình đã có riêng một video để hướng dẫn anh em làm những cái nhiệm vụ hàng tuần này. Nếu mà anh em nào mà chưa làm đầy đủ, anh em vẫn còn thắc mắc thì anh em có thể xem lại cái video hướng dẫn chi tiết sự kiện Copa America 2024. Anh em cứ làm theo là chắc chắn anh em sẽ nhận được Lionel Messi cộng 4 đẹp như thế này, cộng thêm nha, cộng thêm một con hàng cái Lautaro Martinez nữa, tổng cộng anh em sẽ nhận được hai con hàng ngon chứ không phải là một trong hai đâu. Thế là anh em tranh thủ cày đi, còn 14 ngày nữa thôi anh em ạ. Tiếp theo nữa, ngày hôm nay ở trong một sự kiện thì Nexon đã cho ra một cái sự kiện đầu tư này. Thì vốn dĩ mình cũng không định làm cái sự kiện này anh em ạ, vì sự kiện này anh em muốn chơi thì anh em phải cần có FV và có VIP 2. Đây là một trong những sự kiện ngon nhất của Nexon, anh em có FV anh em cứ vào đây anh em mua. Và nếu mà anh em may mắn, anh em có thể x1.5 hoặc là nhiều hơn số FV anh em đang có. Lãi 5-10k về đó là chuyện bình thường. Cái điều đặc biệt ở đây là không bao giờ anh em lỗ nha. Nó nét đến mức như vậy anh em ạ, không bao giờ lỗ, ít nhất là anh em lấy về 50 thẻ đồng. Còn nếu hơn thì anh em sẽ có rất rất nhiều FV free đến từ nhà phát hành Nexon của chúng ta. Anh em nào có nhu cầu nạp FV up VIP để chơi sự kiện đầu tư, anh em vui lòng liên hệ cho mình theo số Zalo phần comment cam kết chất lượng và uy tín số 1 của đồng FC Bay Hàn Quốc tại Việt Nam. Tiếp theo đó thì đang có một sự kiện mà mình thấy rằng nhiều anh em đã bỏ lỡ, đó là sự kiện Pro Champion Cup. Cái sự kiện này thì diễn ra đồng thời với sự kiện đang đá giải ở tựa game FC Online 4. Anh em nào chơi tựa game FC Online 4 thì chắc cũng không xa lạ gì. Còn đây là cái giải đấu dành riêng cho FC Mobile giữa ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Thực ra thì phần quà ở đây nó cũng không quá nhiều. Cái mình muốn nhắc đến là mỗi khi có một cái giải đấu lớn như thế này, anh em sẽ nhận về vô vàn code. Chỉ có một điều là code ẩn anh em sẽ không lấy được ở trong mục sự kiện, và anh em bắt buộc phải vào cộng đồng để lấy những cái code ẩn như thế này. Số lượng code ẩn nó rất nhiều. Ví dụ như những ngày vòng ngoài loại như ngày hôm qua, ngày hôm nay thì sẽ rơi khoảng tầm 2 code ẩn và giá trị nó cũng chưa cao. Nhưng mà đến ngày chung kết nha, mình xin nhắc lại, đến ngày chung kết thì số lượng code và chất lượng code nó tăng lên rất nhiều. Anh em vui lòng lấy những cái code ẩn và anh em mang về đội hình của mình. Anh em bắt buộc phải lấy những cái code ẩn, đặc biệt là trong ngày chung kết ấy. Thì mình thấy rằng nhiều khi free cả chìa vàng, rồi thì free chìa xanh và rất rất nhiều các nguyên liệu khác mà bình thường anh em phải đầu tư anh em mới có. Nhưng mà trong những cái ngày đá chung kết của giải đấu thì những cái code ẩn nó lại ngon. Và đó là điều mình muốn lưu ý cho anh em. Ngày hôm qua thì có 2 cái code rồi, ngày hôm nay thì cũng có 2 cái code ẩn. Anh em nào mà muốn nhập những cái code ẩn này thì anh em nhập code nhanh lên, vì là nó sẽ có thời hạn anh em ạ. Mình sẽ đi nhập 2 cái code ẩn của ngày hôm nay, ngày 22 tháng 8 cho anh em xem. Vừa rồi mình đã hoàn thiện cái code đầu tiên, và bây giờ mình sẽ copy và paste cái code thứ hai vào
Đây, chúng ta có thấy rằng là những cái thao tác nhập cốt bây giờ nó rất đơn giản rồi, nó không như cái hồi mình mới chơi. Hồi mình mới chơi nhập cốt nó vất vả lắm. Còn bây giờ thì trong cái mục sự kiện đã có nguyên một cái mục nhập cốt cho anh em rồi. Anh em chỉ cần lấy cốt và điền vào, sau đó anh em ấn vào nút màu vàng góc trên bên phải màn hình là anh em đã có thể lấy về cho mình những cái cốt ngon. Mình đã nhập xong hai cái cốt và bây giờ mình sẽ ra xem hai cái cốt nó có cái gì không, liệu có chui đường hầm ra con hàng siêu phẩm nào hay không. Nào, chúng ta cùng đến với hai cốt ẩn sự kiện Pro League năm 2024, hai cốt của ngày 22 tháng 8. Không chui hầm anh em ạ, 40 triệu TP vào con hàng xe M116. Như mình đã nói lúc nãy thì ở những cái ngày vòng loại như này cốt nó chưa ngon hẳn đâu. Phải đến ngày chung kết thì chắc là anh em sẽ bất ngờ về cái chất lượng của cốt, thì nó đã tăng lên rất nhiều. Đây, cốt nó chỉ có như vậy thôi. Anh em nào có nhu cầu nhập cốt thì anh em nhập hai cái cốt này vào. Quay trở lại với sự kiện anh em mong chờ nhất 2024 con mắt, và để tham gia cái sự kiện này để anh em có thể nhận quà hàng tuần, mỗi tuần thì anh em phải làm cái động tác là đăng ký trước tham gia sự kiện 2024 Mad Icon. Và thao tác của nó cũng như mọi lần thôi, rất đơn giản. Cái việc đăng ký này nó không tốn của anh em bất cứ tài nguyên gì hết. Anh em ấn vào nút màu vàng như mình vừa ấn đấy là anh em đã nhận về một gói cầu thủ 118-131 TP và cái avatar màu đen. Tiếp theo nữa thì khi mà anh em đã đăng ký, anh em đã ấn nút vừa rồi xong rồi ấy, thì anh em sẽ nhận được quà của 5 tuần liên tiếp anh em nhé. 5 tuần liên tiếp, mỗi tuần thì sẽ có gói TP từ 1 đến 10 tỷ TP. Ông nào hên thì mở được 10 tỷ mỗi tuần. Và có rất nhiều các nguyên liệu nâng cấp khác. Đây là quà của tuần 2, thẻ đáy, thẻ kinh nghiệm. Tuần 3 vẫn là thẻ đáy, thẻ kinh nghiệm. Tuần 4 đâu? Chúng ta sẽ đến với tuần 4 xem nào. Tuần 4 sẽ là thẻ kinh nghiệm và nguyên liệu chuyển đổi. Tuần thứ 5 đó sẽ là một gói cầu thủ 118-131 từ cộng 0 đến cộng 5. Đấy, 5 tuần, tuần nào cũng có quà. Nhưng mà anh em phải lưu ý nha, lưu ý ấn vào nút đăng ký như lúc nãy mình có hướng dẫn đấy. Chứ không là cứ bảo là anh ơi em lại không nhận được quà của tuần này tuần kia. Lúc đấy thì cũng không biết làm cái nào cả anh em ạ. Anh em cứ đăng ký thì anh em sẽ nhận được full của 5 tuần và có rất nhiều cơ hội mang về cho mình. Thời điểm này thì nhiều anh em nói rằng 50 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ nó không quan trọng. Nhưng đối với những anh em nào mới tiếp cận từ game này thì số tiền đó đủ để build một đội hình có thể leo rank anh em nhé. Tiếp theo thì nhiều anh em sẽ muốn nhận về cái ticket màu vàng. Anh em ấn cho mình vào ba cái nút tick như mình đang làm trên màn hình. Sau đó anh em điền cái số điện thoại ở bên Hàn Quốc vào. Nhưng mà mình thấy rằng là đa phần anh em thì đều dừng lại ở cái mức này thôi. Anh em sẽ không nhận được đâu. Thế nên là cái đoạn nhận ticket go này chúng ta bỏ qua nha anh em. Bây giờ mình sẽ đi xem là cái sự kiện Icon Mart 2024 ngày hôm nay mình sẽ nhận được phần quà gì. Lúc nãy thì trên cộng đồng có rất nhiều anh em mở ra những gói cầu thủ Icon to ti các thứ vài chục tỷ, thì mình xem nào. Chúng ta cùng đến với cờ của Hungary Sobolay CF à. CF thì có lẽ là Puskas của mùa Real Madrid Ambassador order 118 này tương đối ngon, nhưng mà thằng Puskas này lại thi đấu vị trí CF. Vị trí CF thì khả năng là sẽ rất là rẻ thôi. Ui dồi ôi, có 351 triệu anh em ạ. Puskas chỉ số rất đẹp nha, 351 triệu, 6 chỉ số ẩn này. Ui, nét căng này, có khi là lại làm thử thách bu đội hình 5 tỷ leo rank Hàn anh em ạ. Mình đã để ý ra rất nhiều những con hàng chất lượng trong tầm tiền cực kỳ rẻ. Và có lẽ là video của mình cũng sẽ kết thúc đây thôi. Nếu anh em thấy video của mình hay, bổ ích, đừng quên cho mình xin like và subscribe ủng hộ kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.